Cô mét gió. Gió. Ừ, dưới kia sâu hố luôn. Chào các bạn quay trở lại kênh Bí Ẩn Rừng Núi của mình nha. Hôm nay tôi tiếp tục lên rừng để review xem xe chở keo đây. Bây giờ xe đang tiến hành lên dốc các bạn. Đây là dòng xe Hoa Mai các bạn nè. Xe đã đổ rất mạnh. Mét gió. Gió. Ừ, dưới kia sâu hố luôn. Bên sao không có sao hết. Mét gió này. Nè. Bỏ đây lần nữa hử? Đi qua hử? Rồi được rồi đó. Nhích nhẹ nhẹ thôi nghe.
gầm thứ ba các bạn nhé. Qua phụ xe. Rồi, qua tè là. Tụi chi nữa đi. Rẽ chân rớt bánh trước kìa, chân rớt bánh trước, chân bèn bèn xí. Thôi. Cái đầu bóc công thứ ba. Anh em tiếp tục bóc vòng thứ ba nha. Anh em tôi bóc vòng thứ ba vòng sau các bạn nha. Thank you.
cái khúc cây ở phía trên thì mát nhọc xe rồi. Mọi người đây tao nhìn lên để cho qua khóa các